Theo các nguồn tin y tế và địa phương, trong số 11 người thiệt mạng có 4 dân thường cùng hai chỉ huy nhóm thành chiến hồi giáo Jihad và một thành viên nhóm vũ trang Hamas. Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại bờ Tây để bắt giữ những chiến binh các nhóm vũ trang Palestine được cho đã lên kế hoạch tấn công nhằm vào người Israel. Trong khi đó, lực lượng thành chiến Jihad và Hamas của Palestine đã lên tiếng xác nhận số liệu thương vong. Cả hai nhóm vũ trang này đều lên tiếng ám chỉ về một hành động đáp trả Israel có thể sớm xảy ra. Theo người phát ngôn Hamas Abu Abayda, nhóm vũ trang kiểm soát giải Gaza này đang theo dõi mọi tội ác của Israel tại bờ Tây và họ đang mất dần sự kiên nhẫn. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng đã lên án cuộc đột kích của lực lượng Israel tại Nablus, yêu cầu ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào người Palestine. Tại Liên Hợp Quốc, quan sát viên của Palestine, Auriat Mansour nhấn mạnh. Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể những hành động tàn bạo này đối với người dân của chúng tôi ở Jenin, Nablus, Jerusalem và Jericho ở mọi phần lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Chúng tôi có thể nói với các bạn, mục tiêu của người dân Palestine là họ muốn được an toàn và được bảo vệ. Về phía quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã bày tỏ sự quan ngại của mình. Các chu kỳ bạo lực giết người tiếp tục gia tăng, căng thẳng cao ngất trời, trong khi tiến trình hòa bình vẫn bị đình trệ. Tình hình ở Jerusalem đang trở nên mong manh hơn giữa những hành động khiêu khích và bạo lực trong và xung quanh các thánh địa. Nó gây ra sự bất ổn trên toàn khu vực và hơn thế nữa. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Boran đã tuyên bố lên án cuộc đột kích mới nhất của Israel, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về cái chết của những người dân thường trong vụ việc. Ông Borrell nhắc lại quan điểm rằng hành động sử dụng vũ lực phải phù hợp, hoàn toàn tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và chỉ là phương sách cuối cùng khi không thể tránh khỏi nhằm bảo vệ tính mạng. Theo quan chức cấp cao của EU, điều quan trọng nhất là các bên phải cố gắng kiềm chế và xoa dịu căng thẳng để tránh thiệt hại thêm về người. Trong khi đó, Liên đoàn Ả Rập đã gọi cuộc tấn công của Israel vào thành phố Nablus là một tội ác. Trợ lý Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập phụ trách vấn đề Palestine, Said Abu Ali, nhấn mạnh, phía Israel phải chịu trách nhiệm về việc này. Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng đã ra thông cáo chỉ trích cuộc đột kích trên, đồng thời kêu gọi Israel chấm dứt các hành động như vậy để tránh làm tình hình xấu thêm, gây tổn hại đến triển vọng đạt được giải pháp hai nhà nước. Đến cả Mỹ, đồng minh số 1 của Israel cũng đã phải quan ngại sâu sắc về làn sóng bạo lực mới bùng phát ở bờ Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng tác động của cuộc đột kích của Israel vừa qua có thể cản trở những nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình cho cả người Israel và người Palestine. Sự kiện mới nhất càng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với cả hai bên trong việc hợp tác để cải thiện tình hình an ninh ở bờ Tây. Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên ngừng các hành động gây căng thẳng như kích động bạo lực, trục xuất các gia đình khỏi nhà của họ, phá rỡ nhà cửa và hợp thức hóa các khu định cư bất hợp pháp. Như chúng tôi đã nói, người Israel và người Palestine Palestine đều xứng đáng được sống trong an toàn và an ninh. Chưa đầy hai tháng đầu năm nay, Palestine đã xác nhận 62 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực với lực lượng an ninh Israel, trong khi phía Israel xác nhận 10 công dân nước này đã thiệt mạng cùng một du khách người Ukraine trong cùng khoảng thời gian.